Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam Và trong bản tin ngày hôm nay ngày 18 tháng 9 Như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất nhé Oppo ra mắt SuperVOOC 2 0 65 w Với 30 phút sạc sẽ đầy viên pin 4000 mAh Vivo x 3 5G đạt gần 500.000 điểm trên Antutu Đại có lịch ra mắt Android 10 của Samsung Và các mẫu máy sau chắc chắn sẽ được cập nhật phiên bản này Và cụ thể thông tin chi tiết thì chúng ta sẽ cùng nhau đến ngay bây giờ nhé Hôm nay nhà sản xuất Oppo đã chính thức ra mắt băng công nghệ sạc nhanh tiếp theo của mình là SuperVOOC 2.0. Vox 4.0 và wireless Vox Dự kiến là những công nghệ này sẽ xuất hiện trên các model của hãng trong tương lai Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về công nghệ sạc nhanh SuperVox 2.0 thế hệ mới Sẽ có công suất tối đa lên tới 65W Giúp người dùng có thêm 2 giờ sử dụng chỉ với 5 phút sạc Còn theo dữ liệu đo chính thức thì SuperVox 2.0 Có thể nạp đầy 100% viên pin 4000mAh chỉ trong vòng 30 phút Một kết quả cực kỳ ấn tượng Chính vì vậy mà đây là công nghệ sạc nhanh nhất thế giới ở thời điểm hiện tại còn với công nghệ sạc nhanh Vooc 4.0 mới của Oppo sẽ có công suất ở mức là 30W thông qua sạc có dây, cao hơn công nghệ Mi Turbo Water Charging của Xiaomi với công suất là 27W. Công nghệ sạc nhanh mới này của Oppo sẽ giúp sạc 67% một viên pin 4000mAh trong vòng 30 phút và 100% sau 73 phút, tăng 12% so với công nghệ Vooc 3.0. Ngoài ra, thì Oppo cũng cho biết thuật toán VFC sẽ được tối ưu hóa để giảm thời gian sạc ở 10% cuối cùng. Theo ông Jiang Jialiang, người đứng đầu mảng flash của Oppo cho biết công nghệ wireless Công nghệ wireless vooc mới của hãng có thể sạc đầy một viên pin dung lượng 4000mAh trong vòng 80 phút, như vậy là thời gian sạc đầy này sẽ lâu hơn 11 phút so với công nghệ sạc không dây của Xiaomi dù có cùng công suất. Vivo mới đây thì đã công bố chiếc điện thoại Next 3 5G của họ tại Trung Quốc và đây là điện thoại đầu tiên trên thế giới có màn hình thác nước với hai cạnh siêu cong và không có phím bấm trên thân. Ngoài sở hữu thiết kế độc đáo thì Next3 5G còn đi kèm với thông số kỹ thuật cao cấp, gồm bộ vi xử lý Snapdragon 855 Plus với dung lượng RAM là 8 hoặc 12 GB. Vì vậy mà không có gì ngạc nhiên khi mà Next3 5G đạt được điểm số ấn tượng trên AnTuTu. Cụ thể thì Vivo Next3 5G đạt 493.787 điểm trên phần điểm AnTuTu Benchmark P8.0.9, trong đó điểm CPU và GPU của máy đạt lượt là 145.246 và 193.497 điểm, khá cao đối với một bị Android. Phiên bản x 3 5G được dùng để chấm điểm là bản có 8GB RAM. Ngoài ra có thêm phiên bản 12GB RAM, hứa hẹn là sẽ cho ra số điểm cao hơn. Hãng công nghệ Hàn Quốc sẽ công bố chương trình thử nghiệm Android 10 beta vào cuối tháng 9 này, trước khi chính thức tung ra phiên bản thử nghiệm đầu tiên vào tháng 10. Phiên bản Android 10 beta này cũng sẽ được tích hợp sẵn bộ giao diện độc quyền One UI 2.0 mới nhất của Samsung. Cũng theo Sam Mobile thì người dùng các mẫu smartphone như là Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10e, Galaxy Note 10 và Note 10+ sẽ được ưu tiên trải nghiệm trước Android 10 beta. Tuy nhiên thì vẫn chưa rõ là phiên bản Android 10 beta có ra mắt cùng thời điểm cả hai dòng Galaxy S s 10 S10+ và Galaxy Note 10 và Note 10+. Từ đây chúng ta sẽ đến với danh sách các mẫu smartphone được cho là sẽ được Samsung nâng cấp lên Android 10.

A10 và Galaxy A90 5G. Tiếp theo là các mẫu Galaxy Z series bao gồm Galaxy Z6, Z6+, Galaxy Z8 và Z8+. Các mẫu máy M series bao gồm M10, M20, M30 và Galaxy M40. Các mẫu tablet của Samsung bao gồm Galaxy Tab S4, Tab S5e, Galaxy Tab A10.1 2019 và Galaxy Tab A10.5 2018. Ok vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của tạp chí Nhìn Việt Nam và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiến đóng góp nào thì hãy để lại thật nhiều phía dưới phần luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.